Chào tất cả các em, rất vui khi được gặp lại các em trong buổi chuyên đề online số 4 này. Nếu ở đề online số 3 thuộc lĩnh vực tương giao hàm bậc 3 thì đề online số 4 này thuộc lĩnh vực tương giao hàm bậc 4 và tương giao hàm phần thức. Bây giờ thầy cho mình cùng vào câu thứ nhất. Cho hàm số y bằng x mũ 4 trừ đi 2 nhân mở ngoặc đơn m cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x bình cộng 2m cộng 1 có đồ thị là CM. Ý thứ nhất, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m bằng 0. Ý số 2, xác định m để đồ thị CM cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt lập thành cấp số cộng. Thầy cho mình cùng giải quyết ý thứ nhất, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 4. Với m bằng 0, thay vào thầy có hàm số y bằng x mũ 4 trừ đi 2x bình cộng 1. Bước thứ nhất, tập xác định d bằng r. Bước số 2, sự biến thiên. Trong bước sự biến thiên, thầy cho mình cùng làm các công việc sau. Thứ nhất, giới hạn của hàm số tại vô cực. Các em tính cho thầy hai giới hạn. Limit khi x tiến tới âm vô cùng bằng lim của x mũ 4 trừ đi 2x bình cộng 1 khi x tiến tới âm vô cùng. Thầy hướng dẫn các em cách tính nhanh giới hạn này như sau. Giới hạn này chỉ phụ thuộc vào số hạn x mũ 4 này. Thầy có trừ vô cùng mũ 4 thì bằng dương vô cùng. Đúng cho các em. Tương tự như vậy, thầy có limit khi x tiến tới dương vô cùng thì bằng dương vô cùng mũ 4 bằng dương vô cùng. Vậy là thầy đã tính xong phần giới hạn. Tiếp theo là bảng biến thiên. Để lập được bảng biến thiên, thầy cho mình cùng tính đạo hàm, giải đạo hàm bằng 0. Ta có y phẩy bằng 4x mũ 3 trừ đi 4x. Từ đây thầy suy ra phương trình y phẩy bằng 0 tương đương với 4x thầy đặt nhân tử chung còn là x bình trừ 1 bằng 0. Giải phương trình này thầy có được x bằng 0, x bằng cộng trừ 1. Từ đây thầy có được bảng biến thiên. Các em kẻ cho thầy 3 dòng. X, y phẩy, y trừ vô cùng đến dương vô cùng. Các em điền các nghiệm của phương trình y phẩy bằng 0 vào theo chiều tăng dần. Trừ 1, 0, 1. Thầy cho mình cùng đi xét dấu biểu thức y phẩy. Biểu thức y phẩy bằng 4x mũ 3 trừ đi 4x. Đây là một biểu thức bậc 3. Hệ số A ở đây bằng 4, dương. Vậy là khoảng ngoài cùng này mang dấu hệ số A, dương. Qua nghiệm đơn đảo dấu, âm, dương, âm. Dòng cỏ y âm mũi tên đi xuống, dương mũi tên đi lên. Giá trị này chính là giá trị cực đại. Hai giá trị này chính là hai giá trị cực tiểu. Để tính giá trị cực đại này, các em thay x bằng 0 vào hàm số ban đầu thì các em có được kết quả bằng 1. Để tính được giá trị cực tiểu này, các em thay x bằng 1 vào hàm số ban đầu, các em được kết quả ở đây là 0. Tương tự như vậy, các em có kết quả ở đây bằng 0. Các em điền cho thầy hai giới hạn. Khi x tiến tới âm vô cùng, y tiến tới dương vô cùng.
X tiến tới dương vô cùng thì Y cũng tiến tới dương vô cùng. Như vậy là thầy đã lập xong bảng biến thiên. Bây giờ thầy kết luận như sau. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng từ 1 đến 0 và từ 1 đến dương vô cùng. Hàm số nghịch biến, thầy viết tắt nghịch biến, trên mỗi khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 1 và từ 0 đến 1. Hàm số đạt cực đại tại x bằng 0, giá trị cực đại bằng 1. Được chưa các em? Hàm số đạt cực tiểu tại x bằng cộng trừ 1, giá trị cực tiểu ở đây bằng 0. Vậy là thầy đã hoàn thành xong bước số 2. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang bước số 3, đồ thị. Để vẽ được đồ thị hàm số bậc 4, kem dựa vào điểm cực đại, cực tiểu và điểm đặc biệt. Thầy cho x bằng 0, thay vào thì tìm ra y bằng 1. Nếu thầy cho y bằng 0, thay vào thầy có được phương trình x mũ 4 trừ 2 bình cộng 1 bằng 0. Kem tiến hành giải phương trình này thì kem tìm được ra x ở đây bằng cộng trừ 1. Được chưa? Và kem nhận xét đồ thị nhận OI làm trục đối xứng. Làm trục đối xứng. Bây giờ thầy cho mình cùng phác họa đồ thị. Y, X, O. Trước tiên thầy dựng điểm cực đại. X bằng 0, Y bằng 1 là điểm này. Thầy đánh dấu điểm cực đại. Để cho các em. Có hai điểm cực tiểu, x bằng 1, y bằng 0 là điểm này. Thầy đánh dấu điểm cực tiểu thứ nhất. Điểm cực tiểu thứ hai đó là gì? X bằng trừ 1, y bằng 0. Điểm đi qua x bằng 0, y bằng 1 là điểm này. Y bằng 0, x bằng cộng trừ 1 là hai điểm này. Được chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng phác họa đồ thị. Trước tiên thầy vẽ nhánh giữa cực đại cực tiểu trước. Để cho các em. Sau đó thầy vẽ cái nhánh còn lại. Khi đó thầy được đồ thị hàm số bậc 4 y bằng x mũ 4 trừ 2 bình cộng 1. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong ý thứ nhất, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m bằng 0. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ý số 2. Ý số 2, xác định m để đồ thị CM cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng. Như vậy, ý số 2 thuộc bài toán xác định m để đồ thị hàm bậc 4 cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt thỏa mãn điều kiện cho trước. Điều kiện cho trước ở đây đó là gì? 4 giao điểm có hoành độ lập thành cấp số cộng. Để làm được ý số 2 này, thầy cho mình cần thực hiện hai bước. Bước thứ nhất, xác định m để CM cắt OX tại 4 điểm phân biệt
Bước số 2, các em xác định M để 4 điểm có hoành độ lập thành cấp số cộng. Cấp số cộng. Câu hỏi đặt ra thế nào là một cấp số cộng? Thì các em lưu ý cho thầy, bốn số A, B, C, D được gọi là lập thành cấp số cộng khi và chỉ khi D trừ C bằng C trừ B bằng B trừ A. Được chưa các em? Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải ý số 2 này như sau. Trước tiên, thầy tìm điều kiện để đồ thị cắt ối tại 4 điểm phân biệt. Để có được điều kiện đồ thị cắt ối tại 4 điểm phân biệt thì thầy cần phải viết phương trình hoành độ giao điểm. Thầy có phương trình hoành độ giao điểm. Giao điểm thầy viết tắt x mũ 4 trừ đi 2 nhân mở ngoặc đơn m cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x bình cộng 2m cộng 1 bằng 0. Thầy đặt t bằng x bình. Điều kiện là t lớn bằng 0. Phương trình số 1 này tương đương với t bình trừ đi 2 nhân m cộng 1 nhân với t cộng với 2m cộng 1 bằng 0. Thầy cho mình cùng biện luận. Để CM cắt ối tại 4 điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình hoành độ giao điểm có 4 nghiệm phân biệt, nghĩa là phương trình 1 có 4 nghiệm phân biệt. Để phương trình 1 có 4 nghiệm phân biệt thì phương trình số 2, phương trình ẩn t phải gì? Có 2 nghiệm phân biệt dương, đúng chưa các em? Điều này tương đương với phương trình 2 có 2 nghiệm phân biệt không nhỏ hơn t1 nhỏ hơn t2. Một phương trình bậc 2 muốn có hai nghiệm phân biệt dương, điều này tương đương với điều kiện là gì? Hệ số A bằng 1 luôn khác 0 rồi, thầy dùng delta phẩy bằng M cộng 1 tất cả bình trừ đi AC là 2M cộng 1 lớn hơn 0. Tổng hai nghiệm lớn hơn 0 S bằng trừ B trên A, nghĩa là 2 nhân M cộng 1 lớn hơn 0. Tích hai nghiệm lớn hơn 0 P bằng C trên A, nghĩa là 2M cộng 1 lớn hơn 0. Các em tiến hành giải hệ điều kiện này. Các em có khai triển hàng đẳng thức rút gọn, các em có được là gì? M bình lớn hơn 0, M lớn hơn trừ 1, M lớn hơn trừ 1 phần 2. Các em lưu ý cho thầy, M bình thì luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Thế nhưng dấu bất phương trình chỉ lấy dấu lớn hơn 0 thôi. Bỏ dấu bằng đi. Vậy thầy có M bình khác 0, M lớn hơn trừ 1, M lớn trừ 1 phần 2. Thầy có M khác 0 và M lớn hơn trừ 1 phần 2. Như vậy là thầy đã tìm được điều kiện của M để đồ thị CM cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt. Bây giờ thầy cho mình cùng tìm điều kiện để 4 điểm phân biệt đó có hoành độ lập thành cấp số cộng. Thầy có hoành độ của 4 giao điểm là chính là 4 nghiệm của phương trình thứ nhất, đúng chưa các em? X bằng cộng trừ căn T1, X bằng cộng trừ căn T2.
Các em lưu ý là thầy đã giả sử T1 nhỏ hơn T2 rồi nhá. Thầy sắp xếp theo chiều tăng dần. Thầy có trừ căn T2 phải trừ căn T1, căn T1 phải căn T2. Đúng chưa? Thế nhưng do bốn hoành độ này lập thành cấp số cộng. Do bốn hoành độ lập thành cấp số cộng. Khi đó thì có được căn T2 trừ căn T1 bằng căn T1 trừ đi trừ căn T1 bằng trừ căn T1 trừ của trừ căn T2. Đúng chưa các em? Và kết quả ở đây là gì? Căn T2 bằng 3 lần căn T1. Thầy tiến hành bình phương hai vế, thầy có được điều kiện là T2 bằng 9 T1. Nói đến T1, T2 là nói đến gì? Hệ thức VS. Thầy có kết hợp với hệ thức VS. Thầy có được kết quả như sau. T2 bằng 9 T1 này. T1 cộng T2 bằng trừ B trên A là 2 nhân với M cộng 1. T1 nhân T2 bằng C trên A, nghĩa là bằng 2M cộng 1. Được chưa các em? Thế từ hai cái phương trình này thầy suy được ra, các em thay nhé, T2 bằng 9 T1 xuống đây thì các em có với bên đây là gì? 10 T1 bằng 2 nhân M cộng 1. Từ đó thì có T1 bằng M cộng 1 chia cho 5. Thế còn T2 của ta thì bằng 9 lần T1. Vậy thầy có T2 bằng gì? 9 nhân với M cộng 1 tất cả trên 5. Thầy thay hai nghiệm này vào cái điều kiện số 3 này. Vậy thầy có được kết quả như sau. Từ đây thầy có M cộng 1 trên 5 nhân với, đúng không, 9M cộng 9 tất cả trên 5 bằng 2M cộng 1. Được cho các em. Và các em tiến hành rút gọn cho thầy phương trình này. Các em có M cộng 1 nhân M ngọn đơn 9M cộng 9 bằng 25 nhân 2M cộng 1. Các em tiến hành nhân đa, chuyển vế, rút gọn thì các em có được một phương trình bậc 2 ở đây. Đó là gì? 9M bình trừ 32M trừ đi 16 bằng 0. Đây là một phương trình bậc 2 ẩn M. Việc giải phương trình bậc 2 rất đơn giản. Các em tìm được ra hai nghiệm M bằng 4 và M bằng trừ 4 phần 9. Kiểm tra điều kiện thì thấy rằng cả hai giá trị M này đều thỏa mãn. Như vậy các em kết luận cho thầy với M bằng 4 hoặc là M bằng trừ 4 phần 9 thì đồ thị CM cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng. Thầy đã hoàn thành cho các em xong câu thứ nhất. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu số 2. Câu số 2 cho hàm số y bằng 2x-1 tất cả chia cho x-1 có đồ thị là C. Tìm M để đường thẳng D y bằng x cộng M cắt đồ thị C tại hai điểm phân biệt AB sao cho tam giác OAB vuông tại O. Câu số 2 này thuộc bài toán tìm điều kiện để đồ thị hàm bậc nhất trên bậc nhất cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt thỏa mãn điều kiện cho trước. Điều kiện cho trước ở đây đó là gì? Tam giác OAB vuông tại O. Để làm được câu số 2 này thì cho mình cần thực hiện hai bước chính sau. Bước thứ nhất, các em tìm điều kiện để đường thẳng D cắt đồ thị C tại hai điểm phân biệt AB. Được chưa các em? Bước số 2, các em tìm điều kiện
Đây. Tam giác OAB vuông tạ O. Thường thì các em có thể sử dụng gì? Pythagore ở đây. Hoặc là các em sử dụng đặc thức vector. Đó là gì? Vector OA nhân vector OB bằng 0. Với phân tích trên, thầy có lời giải cụ thể như sau. Để tìm được điều kiện đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt, thầy viết phương trình hoành độ giao điểm. Thầy tìm điều kiện để phương trình hoành độ giao điểm có hai điểm phân biệt. Phương trình hoành độ giao điểm, thầy viết tắt 2x trừ 1 tất cả chia x trừ 1 bằng x cộng m. Thầy kiểu đây là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ nhất này tương đương với hệ x trừ 1 khác 0. 2x trừ 1 bằng x trừ 1 nhân với x cộng m. Các em tiến hành rút gọn, các em có được phương trình sau. X khác 1 x bình cộng với m trừ 3 nhân với x cộng 1 trừ m bằng 0. Thầy ký hiệu đây là phương trình số 2. Thầy biện luận như sau. Để đường thẳng D cắt đồ thị C tại hai điểm phân biệt AB, khi và chỉ khi phương trình hoành độ giao điểm có hai nghiệm phân biệt, nghĩa là phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt. Thế nhưng phương trình số 1 này tương đương với hệ x khác 1 và phương trình số 2. Vậy để phương trình số 1 có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình 2 có hai nghiệm phân biệt khác gì? 1. Được chưa các em? Các em quan sát cho thầy phương trình số 2 là một phương trình bậc 2, hệ số A bằng 1 luôn khác 0. Để một phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi delta bằng m trừ 3 tất cả bình trừ đi 4 nhân mẫu hoặc 1 trừ đi m lớn hơn 0. Hai nghiệm phân biệt khác 1 nghĩa là thầy thay giá trị x bằng 1 vào phương trình số 2 không thỏa mãn. Thì có 1 bình cộng với m trừ 3 nhân 1 cộng 1 trừ m khác 0. Các em tiến hành khai triển hàm lượng thức và rút gọn. Các em có được là gì? M bình trừ đi 2m, đúng chưa? Rồi. Và cộng với 5 lớn hơn 0. Dưới các em tiến hành rút gọn, các em có trừ 1 khác 0. Giải bất phương trình này thì các em thấy rằng với mọi m. Như vậy là gì? Với mọi m, đường thẳng luôn cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt AB. Bây giờ thầy cho mình cùng giải quyết điều kiện đó là gì? Tam giác OAB vuông tại O. Để khai thác được giả thiết tam giác OAB vuông tại O, thầy cần tìm tọa độ điểm A, tìm tọa độ điểm B. Điểm O có tọa độ 0, 0 rồi. Đúng chưa các em? Thầy gọi x1,x2 là hai nghiệm của phương trình số 2. Thì theo VS, thầy có được x1 cộng x2 bằng trừ B trên A, nghĩa là 3 trừ m. Đúng chưa các em? x1 nhân x2 bằng c trên a, 1 trừ m. Thầy có được tọa độ giao điểm A có hoành độ là x1. IA, các em lưu ý điểm A và điểm B thuộc đồ thị hàm số, thuộc đường thẳng. Vậy để tính IA và IB thì thầy thay vào phương trình đường thẳng, vì đường thẳng là bậc nhất, đúng chưa các em? Thì kết quả là gì? X1 cộng với m. Điểm B là gì? X2,x2.
x2 cộng bằng. Điểm O có tọa độ 0,0 rồi, nên thầy lý luận như sau. Để tam giác OAB vuông tại O, điều này tương đương với vectơ OA nhân vectơ UB là bằng 0. Thế cho mình cùng đi tính vectơ OA, tính vectơ OB. Thế có vectơ OA thì bằng lấy tọa độ điểm A trừ tọa độ điểm O, thế có x1 phải x1 cộng m. Vectơ OB x2 phải x2 cộng m. OA nhân vectơ OB bằng 0. Từ đây thầy suy ra x1 x2 cộng với x1 cộng m nhân với x2 cộng m bằng 0. Đưa cho các em nhân ra, các em có x1 x2 vậy là 2 lần x1 x2 cộng m x1 cộng m x2 thì đặt nhân tử chung là m thì có x1 cộng x2 cộng với m bình bằng 0. Đến đây thầy thay vf vào thì có 2 lần tích x1 x2 thì bằng gì? 1 trừ m. Đúng cho các em. Rồi, cộng với m nhân với ngoặc đơn. Tổng thì bằng gì? 3 trừ đi m thì có 3 trừ m cộng m bình bằng 0. Các em tiến hành nhân ra, các em rút gọn thì các em có được kết quả như sau. M cộng 2 bằng 0 và các em tìm được là m bằng trừ 2. Đến đây các em kết luận cho thầy. Với m bằng trừ 2 thì đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt AB và tam giác OAB vuông tại O. Như vậy thầy đã hoàn thành cho các em xong câu số 2. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu số 3. Thầy cho mình cùng vào câu số 3. Cho hàm số y bằng 2x cộng 1 tất cả chia cho x cộng 2 có đồ thị là C. Chứng minh rằng đường thẳng D y bằng trừ x cộng m luôn cắt đồ thị C tại hai điểm phân biệt AB. Tìm m để đoạn AB nhỏ nhất. Như vậy câu số 3 vẫn thuộc bài toán giống như câu số 2. Tuy nhiên câu số 3 khó hơn một chút xíu, đó là gì? Tìm m để đoạn AB nhỏ nhất. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải câu số 3 như sau. Trước tiên thầy đi chứng minh đường thẳng D cắt đồ thị C tại hai điểm phân biệt AB. Thầy viết phương trình hoành độ giao điểm. Hai x cộng 1 tất cả chia cho x cộng 2 bằng trừ x cộng m. Thầy kiệu đây là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ nhất này tương đương với hệ x cộng 2 khác 0. 2x cộng 1 bằng x cộng 2 nhân với trừ x cộng m. Các em tiến hành rút gọn thì các em được hệ như sau. X khác trừ 2 x bình bình cộng với 4 trừ đi m nhân x được trả cộng với 1 trừ 2m bằng 0. Thầy ký hiệu đây là phương trình số 2. Bây giờ thầy xét phương trình 2 nhé. Phương trình 2 có thứ nhất hệ số A bằng 1 khác 0. Được chưa các em? Delta bằng 4 trừ m tất cả bình trừ đi 4 nhân với 1 nhân với 1 trừ 2m. Các em tiến hành rút gọn để chờ thì các em có được kết quả là bằng gì? M bình cộng 1, cái này luôn lớn hơn 0 với mọi m. Vì m bình luôn lớn hơn hoặc bằng 0 cộng 1 lớn hơn 0 với mọi m. Thầy thay giá trị x bằng trừ 2 vào phương trình số 2 thì có trừ 2 tất cả bình cộng với 4 trừ m nhân với trừ 2 cộng 1 trừ 2m. Các em tiến hành rút gọn, các em có được kết quả bằng trừ 3 luôn khác 0 với mọi m.
Từ đây thầy suy ra chỉ ra phương trình 2 luôn có hai nghiệm phân biệt khác trừ 2. Đúng chưa các em? Vì A khác 0 delta luôn lớn hơn 0 với mọi m. Từ đó phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Thầy thay giá trị x bằng trừ 2 vào phương trình số 2 bằng trừ 3 không thỏa mãn. Vậy là phương trình số 2 này luôn có hai nghiệm phân biệt khác trừ 2. Điều này tương đương với phương trình 1 luôn có hai nghiệm phân biệt. Mà phương trình 1 là phương trình hoành độ giao điểm. Vậy điều này tương đương với đường thẳng luôn cách đồ thị C tại hai điểm phân biệt AB. Được chưa các em? Như vậy là thầy đã chứng minh xong đường thẳng luôn cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt AB. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành tìm điều kiện của M để đoạn AB nhỏ nhất. Trước tiên thầy cho mình phải đi tính được đoạn AB. Muốn tính được đoạn AB thì phải có được tọa độ điểm A, tọa độ điểm B. Đúng chưa các em? Thầy gọi A có tọa độ là x1. Đúng chưa? Thì có ngay được gì? IA ở đây chính là trừ x1 cộng m. B có tọa độ là x2 thì trừ x2 cộng m. Và các em lưu ý cho thầy, x1 phẩy x2 là hai nghiệm của phương trình số gì? 2. Được chưa các em? Rồi. Thì có được vector AB bằng lấy tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm A, kết quả bằng bao nhiêu? X2 trừ x1 phải trừ x2 cộng x1. Đúng chưa các em? Từ đây thì suy được đoạn AB bằng căn bậc 2 của x2 trừ x1 tất cả bình cộng với x1 trừ x2 tất cả bình. Các em tiến hành khai triển thì các em có được kết quả bằng căn bậc 2 của 2 lần x1 bình cộng x2 bình phương trừ đi 4 lần x1 x2. Với biểu thức trong ngoặc này, thầy tiến hành thêm bớt 2 lần x1 x2 vào để được hàm đẳng thức. Thầy có 2 nhân với x1 cộng x2 tất cả bình trừ 2 lần x1 x2 đóng móc vuông trừ 4 lần x1 x2. Được chưa các em? Đến đây thầy có được kết quả bằng căn bậc 2 của 2 nhân với x1 cộng x2 tất cả bình trừ đi 8 lần x1 x2. Các em lưu ý x1 x2 là hai nghiệm của phương trình 2. Bây giờ thầy thay hệ thức VF vào. Các em có được căn bậc 2 của 2. X1 cộng x2 thì bằng gì? Trừ B trên A. Kết quả bằng M trừ 4 tất cả bình trừ 8 lần X1 x2 thì bằng C trên A. 1 trừ đi 2M. Được chưa? Rồi, và đến đây các em tiến hành khai triển hàng đẳng thức, nhân ra rút gọn. Các em được kết quả bằng căn bậc 2 của 2M bình cộng với 24. Thì các em lưu ý với thầy là gì? 2M bình này lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy là 2M bình cộng với 24 thì luôn lớn hơn hoặc bằng 24. Thầy chưa các em? Từ đây thầy suy được ra AB nhỏ nhất là bằng căn 24 khi 2m bình bằng 0, nghĩa là m bằng 0. Và đến đây thì các em kết luận cho thầy, với m bằng 0 thì đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt AB và đoạn AB là nhỏ nhất.
Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong câu số 3. Các em về nhà xem lại thật kỹ lời giải của thầy. Thầy chúc tất cả các em ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau.